Công an tỉnh tổ chức lễ bàn giao máy ấm biên cương cho ông Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1972, ngụ ấp 2 xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Quệ. Đại tá Nguyễn Văn Hòa, tỉnh ủy viên, phó bí thư đảng ủy, phó đốc công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Căn nhà có diện tích 60 m2 với tổng kinh phí xây dựng 90 triệu đồng, trong đó công an tỉnh vận động công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Thanh Bình hỗ trợ 70 triệu đồng. Phần còn lại do gia đình góp thêm tại buổi lễ đại tá nguyễn văn hòa tỉnh ủy chiên phó bí thư đảng quỹ phó giám đốc công an tỉnh chính quyền địa phương tăng nhiều phần quà ý nghĩa giúp gia đình ông tuấn ổn định cuộc sống